em đang chơi kiểu gì đấy? Bố mày đau bụng. Làm gì đấy? Thua xong định bùng à? Bố mày khích bùng đấy. Làm sao? Cứng à? Như nào? Trả tiền cho tao. Bố mày nói là không thích trả là không thích trả. Mày làm gì tao? Hả? Ai? Ai dạ? Quả hàng nào đây? Cứng quá nhờ. Bướng quá nhờ. Nhờ. Có việc gì đấy? Chuyện trẻ con mà. Mọi người xuống nhà trước đi. Có chuyện gì gọi em nhá. Mày đi đâu? Trời nào rồi. Mà còn chơi trò chó kệ đàn nữa. Em chó kệ đàn đâu. Trả tiền cho nó. Mà nhớ mặt bố mày đấy. Để ba lô anh xách cho. Bỏ ra. Anh tôi sắp đến rồi đấy. Anh gửi em á? Anh gửi em đâu? Bọn anh cũng đang muốn biết đây. Để ba lô ra. Đây anh xách cho. Bỏ ra. Đây, xách cho. Bỏ ra. Anh đưa đây. Chúng mày dừng lại được rồi đấy. Ui, chửi đâu lên đấy. Ông bạn mới chuyển trường đến mà cứng phết nhở. Đi. Anh đưa về. Dạ con đây bố. Con à, tình hình sao? Khám xong sao không gọi cho bố? Dạ, con đi khám rồi. Nhưng bác sĩ nói không có gì. Nên tối con định về nói với bố luôn một thể. À mà bố ơi. Anh. Anh đang nói chuyện với con. Thế con uống thuốc nhá. Bố về sau. Anh uống nước đi. Dũng thế nào rồi hả anh? Em đã bảo là để em đưa đi cho yên tâm mà anh không chịu gì cả. Anh tính mua một căn, hoàn thiện xong dọn về ở. Anh với Dũng ở đây thì thích quá rồi còn gì. Sao lại anh với Dũng? Phải có cả em nữa chứ. Không muốn gặp mặt, cứ đi đã. À! Trời ơi. Đi thì phải ngừng cái mặt lên. Mắt mũi cậu để ở đâu vậy? Dạ, em xin lỗi cô. Vì đã không biết, cô vừa đi vừa bấm điện thoại chứ không nhìn đường ạ. Chính cậu là người va vào tôi đó, lại còn nói cái giọng mỉa mai, đừng có hổm nha. Em có hổm gì đâu ạ? Cậu là học sinh lớp nào, ai chủ nhiệm? Dạ thưa cô, em là Dũng, lớp 12A4. Chủ nhiệm lớp em là cô Thanh Dệ Văn. Cô còn câu hỏi nào nữa không ạ? Cả lớp đang chạy, cậu đứng ở đây làm cái gì? Định chống đối tôi đấy à? Em đang rất nghiêm túc mà cô. Nếu như mà cậu không thích học môn của tôi á, lần sau không cần vào lớp nữa. Các em, tập trung. Cậu kia, đi ra ngoài, không cần học nữa. Nhưng chân em bị đau thật mà. Cậu đừng có chống chế. Tôi biết là cậu coi thường môn học của tôi. Nhưng mà cậu Dũng, nếu như mà không đạt môn của tôi á, thì cậu không tốt nghiệp được đâu. Sao cô khắt khe với em thế ạ? Không hề. Em thấy mình chẳng làm gì sai cả. Chân em bị đau. Cô chưa cho em giải thích mà cô đã nói em như thế. Cậu đừng để tôi mời giám thị vào đây đuổi cậu ra ngoài nhé. Ở đâu ra cái thói học sinh? Cô nói một cãi mười. Đúng là truyền thuyết FA không hề giả chân. Các em cười cái gì? Cậu kia, đứng lại. Cậu nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Đàn ông đàn an lem bèm, có giỏi á thì nói to lên. Nói. Vâng. Thì em cũng xin nhắc lại. Đúng là truyền thuyết FA không hề giả chân. Cậu đừng có hổng nha. Ý của cậu á là tôi ghê gớm, tôi ế chồng, tôi FA đúng không? Được. Tôi sẽ gặp cô chủ nhiệm của cậu và yêu cầu xử lý. Nếu không á, tôi không dạy các em nữa.